Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những chiếc kẹp tóc xinh xắn như thế này cho các thiên thần bé nhỏ của mình nha. Để móc được những chiếc kẹp tóc như thế này, chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên đó là len, len sợi các màu tùy thích, các loại len mà các bạn sẵn có đều được nha. Tiếp theo chúng ta cần sử dụng, ở đây mình sử dụng len Barbizon, mình sử dụng kim móc 2.2mm. Một cây kéo, một ít keo nến, một ít vải để lót phôi kẹp và phôi kẹp. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu móc bông hoa nha. Để móc được bông hoa, đầu tiên chúng ta tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó chúng ta móc vào đây 5 mũi ít. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó chúng ta xếp chặt vòng tròn này lại. Bắt đầu chúng ta móc vào cái chân mũi đơn đầu tiên đây. Mũi đầu tiên chúng ta một mũi trượt. Tạo cách cái này để cho các bạn nào. Rồi tại vị trí này chúng ta móc lên 3 móc xích, 1, 2, 3. Rồi bắt đầu lấy sợi lên kim, móc vào đây một mũi nữa kép. Tiếp tục lấy sợi lên kim, móc vào đây 2 mũi nữa kép, 3 mũi nữa kép, 4 mũi nữa kép, 5 mũi nữa kép. Rồi chúng ta kéo hết sợi qua, chốt sợi lại. Tiếp tục móc 1, 2, 3 xích, đâm xuống bước chân phía bên dưới. Cái đây một mũi trượt. Rồi chúng ta sẽ được một cánh thứ nhất ở cái mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục chúng ta móc sang mũi đơn thứ hai, một mũi trượt, móc lên 1, 2, 3. Tiếp tục móc vào đây một mũi nữa kép, 2 mũi nữa kép, 3 mũi nữa kép, 4 mũi nữa kép, 5 mũi nữa kép. Và chúng ta kéo hết tất cả qua, chốt sợi lại. Tiếp tục móc lên 3 bính, 2, 3, đâm xuống chân phía bên dưới một mũi trượt. Tiếp tục tại vị trí này ta lại móc lên 3 mũi ít, 1, 2, 3, móc vào đây, móc vào chân kế bên, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta kéo hết qua, 1, chốt lại, 1, 2, 3. Rồi chúng ta tiếp tục móc vào chân bên đây, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 lần rồi chúng ta bắt đầu chốt sợi lại ha. Rồi, chúng ta móc 1, 2, 3. Rồi, chúng ta sẽ đâm xuống dưới đây một mũi trượt. Rồi, tiếp tục ở mũi đơn thứ 5 chúng ta bắt đầu móc lên 1, 2, 3. Rồi, móc vào chân này, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta chốt sợi, 1, 2, 3. Rồi chúng ta đâm xuống chân phía dưới
kết thúc bằng một mũi trượt. Rồi, ta cắt sợi và giấu sợi nha. Rồi, để làm một cái nhị trắng, chúng ta nối một sợi màu trắng vào bên vào đây. Luồn kim xuống dưới, đưa lên trên, xong rồi mình móc sợi trắng qua. Rồi, đầu lên 1, 2, 3 xích. Rồi, đầu mình 4 xích nha mấy bạn, 1, 2, 3, 4, 4 mũi xích xong bắt đầu lấy sợi lên kim, móc vào chân bính thứ 3. Chân bính thứ 2 từ dưới đếm lên, còn chân bính thứ 3 là từ trên mình đếm xuống nha. 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép, 4 mũi nửa kép, 5 mũi nửa kép. Rồi, chúng ta bắt đầu kéo hết qua, rút sợi lại. Rồi chúng ta sẽ lấy đôi xứng vào phía bên này. Chúng ta móc từ dưới lên trên. Rồi, kéo qua đây một mũi trượt. Rồi, mình cắt sợi nha. Đầu mình giấu sợi, mình kéo sợi hướng phía dưới và mình giấu sợi nha. Đây, sợi này hồi nãy mình lấy lên, bây giờ mình kéo xuống phía dưới. Rồi, vậy là mình có được một cái nhị hoa màu trắng như thế này. Lại mình cắt sợi cho nó gọn nha các bạn nha. Rồi là mình cắt được một chiếc bông như thế này ha. Rồi mình móc thêm một chiếc bông nữa là được hai cái bông. Đây mình đã móc sẵn một chiếc và đây một chiếc, là hai chiếc bông ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái phần để dán vào cái phôi kẹp như thế này. Đây, mình cùng nhau bắt đầu móc nha. Rồi, đầu tiên các bạn móc lên cho mình 14 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi bắt đầu chúng ta quay kim, quay lại chúng ta móc vào chân thứ 13 một mũi móc đơn. Rồi chúng ta tiếp tục móc vào chân thứ 13 một mũi móc đơn, đó là hai mũi móc đơn. Rồi tiếp tục mỗi chân một mũi cho tới chân mũi thứ nhất á. Mình ngưng lại ha, mình hướng dẫn tiếp ha. Rồi đây, mình cứ móc mỗi chân mũi, mỗi chân một mũi đơn. Rồi ở đến đây là tới chân mũi cuối cùng nè, chúng ta móc vào đây 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Rồi ở bên đây chúng ta móc đôi xứng, mỗi chân một mũi móc đơn. 2, 3. Rồi chúng ta cứ móc cho tới cái chân cuối
Rồi chúng ta móc tới đây ha, tới chân cuối rồi. Ở đây hồi nãy chúng ta móc vào hai chân rồi, cái mũi này chúng ta móc vào hai chân, bây giờ chúng ta móc thêm một chân nữa là đủ ba chân nha. Rồi chúng ta bắt đầu đâm vào cái chân mũi đầu tiên, một mũi trượt. Rồi chúng ta kéo qua, chúng ta lên một bính, đâm vào chân đó một mũi đơn, hai mũi đơn, tiếp tục qua chân kế bên một mũi đơn, hai mũi đơn, hai mũi đơn vào một chân nha các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta đi mỗi chân một mũi đơn. Rồi tới vị trí mũi đơn cuối cùng, chúng ta sẽ móc vào mỗi chân mũi đơn là hai mũi đơn, một hai ba chân mũi. Ở đây chúng ta móc được 6 mũi đơn, 2 1 2. Rồi tiếp tục chúng ta mỗi chân một mũi cho đến hết lần thứ hai. Rồi đến đây chúng ta còn một chân mũi phải thêm nè nha. Đây là một mũi nè, hai mũi. Rồi chúng ta sẽ kết vào đây một mũi trượt. Rồi bắt đầu ở hàng thứ ba, chúng ta sẽ lên một mũi bính. Rồi chúng ta sẽ trượt vào đây, vào đây một mũi trượt. Rồi chúng ta lên một xích, chúng ta trượt vào chân kế bên một mũi trượt. Cái lần lượt vậy chúng ta đi cho đến hết nha. Cứ một mũi xích, một mũi bính nè, một mũi trượt nè, một mũi bính nè, một mũi trượt nè, vô chân cái bên luôn nha các bạn nha. Đi liên tục như vậy cho đến hết luôn. Và chúng ta đã xong cái phần để dán lên cái kẹp rồi. Rồi các bạn tiếp tục cho đến cuối nha. Rồi, đến đây chúng ta đã xong rồi ha. Bắt đầu mình cắt sợi, mình giấu sợi. Được như thế này. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ cắt cho mình một miếng giấy trắng như thế này, một cái tấm trắng mình cắt như thế này. Mình kê lên đây, mình cắt cho vừa bằng cái này nha. Rồi, sẽ làm như vậy. Nó vừa với như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đo với lại cái vòi kẹp. Ví dụ như cái vòi kẹp chúng ta đây. Rồi, mình sẽ gấp đôi lại, ngang qua đây một chút để vừa với cái này, nhét qua đây nè các bạn. Đó. Rồi ở cái bước này chúng ta sẽ dùng keo nến dán lại. Bạn đợi mình.
mình sẽ lấy một ít keo nến. Rồi, mình sẽ dùng keo nến mình dán xung quanh này. Mình để này lên đây. Đây, mình sẽ làm dán cho kỹ lại nha. Rồi, sau khi dán như thế này thì chúng ta đã có một cái kẹp như thế này ha. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc gắn hoa lên nữa là xong rồi đó. Đây, mình có hai bông hoa. Rồi, dùng keo nến dính vào đây một cái. Đây, và mình canh cho đều rồi mình gắn lên nha. Đây, để đây một hoa. Tiếp tục. Rồi, sẽ gắn bên đây một hoa nữa. Rồi, các bạn canh chỉnh cho đều nha. Vậy là mình đã có được một chiếc kẹp hai bông hoa xinh xắn như thế này. Đây. Bạn nào có con gái kẹp lên rất là dễ thương. Đây sẽ là như thế này. Rồi, mình chúc các bạn thành công nha. Có những chiếc kẹp xinh xắn dễ thương nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những lần sau nha. Bye bye.